Tôi giữ mình trong sạch, tôi muốn dựa vào thực lực của mình để làm tốt công việc thôi. Bởi vậy, bọn họ đã đẩy tôi ra vì sợ tôi ở đó sẽ chèn ép những người họ muốn nâng đỡ thôi. Hơn nữa con người tôi thuần khiết mà. À, em gái của tôi từ nhỏ cái gì cũng dựa dẫm vào tôi quen rồi. Bây giờ nó gặp phải những vấn đề về quan hệ xã giao, không giải quyết được đều tìm đến tôi. Tiểu Phương, em yên tâm, quan hệ giữa anh và tổng giám đốc Tạ rất thân thiết. Em có yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi khả năng làm được, anh Tạ nhất định sẽ giúp. Em muốn quay lại tạp chí Lạc Ý chứ gì? Ê, thực ra suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Tôi luôn muốn tìm để cùng hợp tác với một tòa soạn, sau đó lập trang tạp chí điện tử. Hiện tại bây giờ, có mấy tòa soạn đang làm rất tốt. À, phải rồi Tiểu Phương, cô nghĩ mình có thể làm được gì? Tôi muốn anh làm cổ đông lớn nhất của họ. Còn tôi, làm người đại diện cho anh. Được rồi, không thành vấn đề. Vậy thì việc này cứ quyết định như vậy nha. Cảm ơn nha anh Tạ. À, được. Em cảm ơn anh. À, chúng ta cùng cạn nào. Cạn ly. Đúng như cô dự đoán, Kim Chấn và Từ Quang Thiên nói chuyện rất hợp ý với ông chủ Tạ. Tôi thấy khi họ bước ra, mặt mũi ai nấy đều vui vẻ, có thể cho thấy họ nói chuyện rất ăn ý. Tôi nói lời giữ lời, tôi đã nói sẽ trở về tòa soạn báo thì sẽ trở về một cách đường hoàng. Tôi nói sẽ cho cô thăng chức tăng lương, cô sẽ được thăng chức tăng lương. Cô cứ đợi tin tôi đi. À, vậy tôi có thể làm giám sát nghệ thuật của trang tạp chí điện tử không? Chúc mừng cô, giám sát Triệu. Tôi phải cảm ơn cô sau đây, đại ân nhân. Giao Hoàng đến rồi, nhanh lên. Cậu đi đi. Nhanh lên đi. Cậu ra đi. Dừng rồi. Cậu có đi không? Cậu phải đợi đó. Đi đi. Nếu đồng cho cậu phải là người đâu. Cô, sao cô đến đây? Cô đến thăm cháu. Đây chính là thứ cháu thích ăn nhất đây. Cảm ơn cô. Cô chờ cháu vào thay đồ một chút. Không sao đâu. Được rồi, không sao. Nhanh lên đi. Cô làm cháu giật mình hả? Cô à, cháu xin lỗi nha. Cháu giật mình sao? Cô uống nước đi. Cảm ơn. Cô uống đi. Cảm ơn. Cô có muốn chơi không? Thú vị đó, nhưng mà cô không biết chơi đâu. Vậy cô có muốn xem tivi không? Cháu xem đi. Cháu lại cứ tưởng cô biết chơi game. Cô không biết chơi. Cô à, thật ngại quá, cháu không biết. Ôi, cô đến ơi. Cô xem nhà cháu bừa bộn quá, chúng cháu không kịp chuẩn bị gì. Cô thông cảm. Con trai đều như vậy hết mà. Dạ. Vậy cháu về phòng đọc sách nha, hai người cứ ngồi nói chuyện đi. Được. Dạ. Lã Thành à, ngồi đi. Dạ thưa cô. Ngon đó. Những đồ uống có ga như thế này, có khác cô cũng không uống nữa. Thật ra Lạc Lạc giống như cô, nó thích cái gì toàn là tâm toàn ý, một lòng một dạ cho tới cuối cùng. Lã Thành à, tuy thời gian chúng ta tiếp xúc chưa có lâu, nhưng cô thấy cháu cũng là người như vậy. Có lẽ là vậy ạ. Xã hội bây giờ người như vậy không còn nhiều nữa. Hai đứa có thể ở bên nhau đúng là nhờ duyên phận mà. Ừ.
là mẹ của con gái, có một số chuyện cô nói ra thì không tiện, nhưng mà cô thật sự không giấu được trong lòng. Cô sốt ruột lắm. Cô à, có chuyện gì cô cứ nói, không phải ngại đâu ạ. Thật ra, cô muốn hỏi cháu một chuyện, rốt cuộc cháu thích Lạc Lạc hay không vậy? Cô cần một câu trả lời rõ ràng, cô nghĩ Lạc Lạc cũng như vậy mà. Thật ra có rất nhiều việc, nếu để cơ hội qua rồi á, sẽ không nắm bắt được nữa đâu. Cô là người từng trải, không muốn hai đứa phải hối hận. Cô à, cháu hiểu ý của cô. Cô nói đúng, chúng cháu phải nắm bắt duyên phận này. Về phần Lạc Lạc, cháu chỉ nói thật với cô, thực ra cháu rất thích Lạc Lạc, hơn nữa còn rất mến mộ cô ấy. Thật sao? Cô biết cháu sẽ nói vậy mà. Cô à, cô nhất định phải tin cháu. Trước đây cháu không dám chủ động với Lạc Lạc, vì trong lòng cháu thì Lạc Lạc có một địa vị quá cao, quá hoàn hảo. Nhưng mà cảm giác của cháu đối với cô ấy đến giờ vẫn không thay đổi. Bây giờ cháu cũng đang cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn, tích lũy được nhiều hơn, chứ tuyệt đối không tìm sự cân bằng. Cháu muốn mình có thể gần với cô ấy hơn một chút nữa. Cô quả nhiên không nhìn lầm cháu rồi, Lã Thành à. Nếu cháu thật sự thích nó, hai đứa hãy yêu nhau đi, mặc kệ Quách Lượng hay Lý Lượng gì đó. Ba nó không còn, cô vừa làm ba vừa làm mẹ, nhưng kết hôn là chuyện của hai đứa, cô đâu có quyền quyết định đâu. Cô nhờ cháu đó Lã Thành à. Nếu cháu thích nó đó thì hãy dũng cảm bày tỏ đi. Con gái đều giống nhau, ai theo đuổi rác á, thì nó sẽ thuộc về người đó, đều vậy thôi. Cô à, cháu hiểu tâm trạng của cô. Cháu xin hứa với cô, chỉ cần Lạc Lạc thích, cháu làm gì cũng được hết. Thật chứ? Ôi trời ơi, vậy tốt quá rồi Lã Thành à. Cô chỉ đợi câu nói này của cháu thôi. Nếu thật sự được như vậy á, thì cô yên tâm cả hai kiếp luôn. Thật sự là cô rất vui. Cô à, uống nước đi cô. Mẹ về tương lai về rồi sao? Ý? Hả? Cậu câm rồi hả? Bây giờ, người ta đều nói gái ế, gái ế. Chúng ta có được coi là trai ế không vậy? Tôi không biết nữa. Chắc là không đâu. Hiện giờ tôi rất là sốt ruột. Tôi muốn lập cho mình một kế hoạch cụ thể và chắc chắn hơn cho hôn nhân của chính mình.
chuẩn bị theo đuổi Âu Lạc Lạc chưa? Nếu như giữa đường không nhảy ra một tên hộ quách thì tôi nghĩ mình cũng... Tôi cũng vậy. Nếu như không xuất hiện một phó nhất mình gì đó, bốn chúng ta đã... Có đôi lúc tôi cảm thấy hai chúng ta thật ngốc. Tại sao yêu là phải dứt giả đến vậy? Hồi đó nhớ Âu Lạc Lạc hẹn gặp chúng ta ở trung tâm kết bạn. Lúc đó tôi rất khó chịu. Bây giờ nghĩ lại thì thà cứ tìm lại một người cho xong luôn đi. Chẳng cần phải nghi ngờ suy đoán, mất công mất sức nữa. Vậy được. Vậy cậu làm gương trước đi. Cậu tìm một người thử xem, nếu thành công thì giới thiệu cho tôi. Nói thì hay lắm, sao cậu không làm gương đi? Con còn thử đi. Cậu chuẩn bị thử đâu còn gì. Hả? Thôi được. Được rồi, để tôi thử cho. Thử xong tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Người siêu lùn, siêu béo. Là ai chứ? Tôi thấy có một người rất hợp với cậu đó. Cậu thôi đi. Cái chị phù dung đó cũng được đó. Thôi đi được không? Cậu thích đúng không? Tôi biết là cậu thích mà. Thôi đi. Nào, ngồi đi. Lại đây. Ngồi đi. Được. Để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là cô Ngải Tiểu Phương. Nói thật là tôi không có nhiều kinh nghiệm đối với việc làm tạp chí. Vậy nên tôi muốn nhờ cô Ngải đây, một người hiểu rất nhiều về tạp chí, làm đại diện cổ đông cho tôi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ đại diện cho tôi, có toàn quyền quyết định thay tôi. Sau này sẽ giúp mọi người làm tốt việc vận hành tạp chí. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ cho tôi. Tiêu rồi. Mới được mấy ngày yên ổn. Khổ nhất chính là Kim Tổng với Từ Quang Thiên. 60% cổ phần của trang tạp chí điện tử Tiên Phong là của anh trai Ngải Tiểu Phương, Ngải Đại Thành. Cô ấy lợi dụng cơ hội này quay về Lạc Ý, rõ ràng chính là muốn làm cổ đông, ngang quyền ngang sức với Kim Tổng. Giờ ông ấy biết cũng đã trễ rồi, biết sao được đây. Chỉ biết dương mắt đứng nhìn thôi. Cô ta giỏi như vậy, sao cứ phải đến chỗ chúng ta chứ? Cô ta có mục đích gì? Tôi đoán là cô ấy muốn lấy lại thể diện. Cũng đâu cần mở vòng vo như vậy. Mặc kệ cô ta đi, mau ăn cơm đi. Tốt, tôi không có ý kiến gì. Rất tốt, tôi cũng đồng ý. Tôi không đồng ý. Tại sao? Chẳng phải cô luôn cho rằng nhân viên thiết kế của chúng tôi không ổn, muốn tuyển người mới sao? Tại sao cô lại muốn rút Triệu Ni ở chỗ tôi sang đó vậy? Cô có thể mời người giỏi hơn mà. Vì tôi thấy hiện giờ không cần phải tuyển người. Theo quan sát của tôi, Triệu Ni có thể làm được. Triệu Ni sang chỗ cô, vậy mạng thiết kế bản giấy còn một mình Hàng Lạc thôi. Một đứa công việc như vậy một người sẽ làm nổi chứ? Tôi kiến nghị cần phải tuyển thêm người thôi. Phải. Áp lực trong việc thiết kế bản giấy rất lớn, một mình Hàng Lạc chắc chắn không đảm nhận nổi. Nhưng Lạc Ý vừa mở trang điện tử mới, áp lực cũng rất nặng, công việc rất nhiều. Cô hãy tuyển thêm người đi. Tôi từng đào tạo Triệu Ni suốt mấy năm qua, không đổi được đâu. Hình như cô không có quyền nói năng với tôi như vậy đâu. Tại sao? Cô làm việc chuyên nghiệp hơn tôi hay sao? Xin lỗi cô, hình như là cô còn thiếu sự hiểu biết trong nghề này lắm. Lương Sản, tôi hy vọng cô hiểu rõ thân phận và vị trí của mình. Tôi khuyên cô đừng nên nói chuyện với cấp trên như vậy đi. Nếu không, cô không còn ngồi chỗ này lâu được nữa đâu. Chúng ta nói vào việc chính, đừng đi lạc đề. Về đề án tuyển thêm người, tôi và Kim Tổng đều thấy khả thi. Với tỷ lệ 2-1, tôi nghĩ là đề án này có thể thông qua, đúng không? Bây giờ không còn ai chơi trò thiểu số phục tùng đa số. Quyền quyết định chưa chắc đã nằm trong tay số đông. Công ty chúng ta
chưa bao giờ phức tạp như thế này hả? Vậy nên ông không hề tiến bộ, bao gồm cả tạp chí của ông. Ê, đúng là vô cớ sinh sự mà. Chuyện này đau hết cả đầu mà. Ê, bực mình. Tóm lại là trước khi cổ phần thay đổi, quan niệm của mọi người cũng phải thay đổi theo, đã hiểu chưa? Ê, được rồi, coi như là tôi đã hiểu. Có phải cô nghĩ chúng tôi đều là cổ hủ phải không? Tất cả giao cho cô là được rồi chứ gì? Được đó. Ông còn nhớ không, tôi từng nói tôi ra khỏi đây như thế nào, tôi sẽ bắt các người phải mời tôi về như vậy đó. Tôi cũng đề nghị cô chú ý đến ngôn từ của mình, không phải thị trường cổ phiếu mà cô nói năng như vậy. Được rồi, tôi xin phép rút lại đề án. Thật quá đáng mà. Nè, hy vọng cô có sự chuẩn bị tâm lý. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Em ngủ quên hả? Ấy, cũng hên là không có ai nhìn thấy. Dạo này em vất vả lắm phải không? Em điên cả đầu đây. Nhỡ miệng nói sai câu nào là tự chuốc họa vào thân đó. Lại có ôn thần đến. Không phải tới mà chính là quay về. Là Ngải Tiểu Phương. Cô ấy vừa về liền điều triệu đi sang chỗ cô ta. Em đề nghị tuyển một người thiết kế thì cô ấy lại không đồng ý. Giờ tất cả công việc đều dồn vào một mình Hàng Lạc hết, cậu ấy không làm xuể, nên là em cũng phải làm cùng cậu ấy rồi. Hèn gì, từ hồi quen biết em tới giờ chưa khi nào anh thấy sắc mặt của em khó coi đến vậy. Thật sao? Ừ. Chắc là thiếu nước nghiêm trọng rồi. Giờ nhìn em xấu lắm hả? Còn bao lâu nữa em phải quay về làm? Nhiều nhất là khoảng 40 phút. Anh có một cách có thể khiến cho em chìm vào giấc ngủ say trong thời gian ngắn nhất. Thật hay giả vậy? Anh lừa em làm gì? Nào, đi theo anh. Anh không đem em đi bán đâu. Vì anh không nỡ mà. Ai sợ chứ. Đi thôi. Đi. Con yêu à, mau dậy đi, đi làm nè con.
Mẹ à, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nè, mấy hôm nay Quách Lượng có đến đây hay không? Dạ không, từ sau hôm đó anh ấy không quay lại đây. Nè, em đem sổ đăng ký hội viên ra đây cho chị xem. Dạ đây. Alo, xin chào, làm ơn cho tôi gặp Quách Lượng. Khách thuê phòng đó. Chỗ anh là chỗ nào? Khách sạn sao? Ô, đây là xe CES09 có đúng không vậy? Đúng vậy, đây là loại xe ra thị trường giữa năm 2009. Có xe D2010 không? Dạ có, xe ra năm 2010 cũng có mấy dòng, không biết là anh thích dòng nào. Dòng động cơ V8, dung tích 4.7 lít. Động cơ V8, đó là dòng tốt nhất của CES. Xin lỗi anh, hiện showroom của chúng tôi vẫn chưa có sẵn. Vậy à? Dạ phải, ở trong nước dòng xe này cũng chỉ có vài chiếc. Nhưng nếu như anh thích nói như vậy, xin hãy để lại phương thức liên lạc. Khi nào có xe về, chúng tôi sẽ sắp xếp để cho anh lái thử nó. Được, cảm ơn cô. Có xe thì gọi cho tôi.
đây là danh thiếp của tôi. Dạ được. Cảm ơn. Giám đốc điều hành chi nhánh tại Trung Quốc. Lương Sản, cô là giám sát nghệ thuật mà trình độ thế này thôi sao? Có vấn đề gì không? Cậu phải hỏi à? Có phải là cô thấy tôi là người khác ngành với cô nên đem thứ này đến qua mặt tôi sao? Là chúng tôi qua mặt cô hay cô thật sự không hiểu nghề gì? Đây chính là chủ đề chúng tôi chọn được từ 10 chủ đề khác nhau. Hơn nữa, còn tìm hiểu ý kiến độc giả và báo cáo số liệu về trào lưu thời thượng. Trào lưu thời thượng? Cô hiểu thế nào là trào lưu hay không? Lũ rùa nông cạn. Cô có ý kiến gì cứ việc đưa ra. Xin cô ăn nói cẩn thận một chút. Tôi nghĩ cô không có tư cách gì đặt điều kiện với tôi đâu. Cô biết tạp chí Lạc Ý dành cho đối tượng là những người nổi tiếng và dân công sở hay không? Trong những thứ cô chọn, thứ nào có đẳng cấp, thứ nào đáng để suy ngẫm đâu? Trước giờ Lạc Ý luôn đi theo con đường này. Hơn nữa trào lưu thời thượng và đẳng cấp mà cô nói chẳng liên quan gì hết. Đề nghị cô hãy tìm hiểu rõ rồi hãy nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu không muốn làm nữa phải không? Nói cho cậu biết, đuổi việc cậu đối với tôi trong tích tắc thôi. Ngại Tuyệt Phương, cô đừng quá đáng. Cho dù trong tay của cô có quyền lực cũng không có nghĩa là được ra lệnh tùy ý đâu. Ngại tổng, Hằng là không có ý đó đâu. Vì việc thiết kế tạp chí, ngày nào anh ấy cũng làm đến 11, 12 giờ đêm hết. Im miệng đi, ở đây cho cô nói sao? Các người không cần giải thích, tất cả đều không được thông qua. Làm lại đi. Triệu Ni, cô không sao chứ? Không hiểu tại sao tôi lại tin cô ta. Sao cô ta lại như vậy chứ? Ngài Tiết Phương là người thế nào trong lòng cô hiểu rõ mà. Còn góc kết sang chỗ cô ta nữa. Hằng Lạc, anh đừng nói nữa. Việc đáng hối hận nhất trong cuộc đời tôi chính là tôi đã tin cô ta, bị cô ta mua chuộc. Tôi thấy mình bây giờ đã mất đi những người bạn tốt là các anh. Nhân phẩm của Ngài Tiết Phương cô đâu phải là không hiểu đâu. Còn đi làm chuyện ngốc nghếch đó. Tôi ngốc, tôi đần, tất cả là lỗi tại tôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ không phải lúc nói ai đúng ai sai. Quan trọng là chúng ta phải nghĩ ra cách để tiễn tên ông thần này đi đó. Thực ra tôi có một cách, cô nghe tôi nói đi. Bác sĩ Lý. À. Có một anh họ Tạ nói muốn đến đây để bái kiến anh đó. Bái kiến? Bây giờ đâu phải thời cổ đại đâu. Tôi nghĩ anh ta bệnh không nhẹ đâu. Cô mời anh ta vào đi. Anh Tạ, mời anh vào đây. Bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý, chào anh. Chào anh, chào anh. Mời anh ngồi. Tôi có đọc bài viết của anh. Tôi cứ nghĩ anh phải ngoài 40 rồi. Không ngờ anh lại còn trẻ như vậy. Quả là hậu sinh khả quý. Cảm ơn anh. Không biết anh đọc bài nào vậy mà lại biết tôi? Là bài đăng trên tạp chí Lạc Ý, chuyện phân tích tâm lý lo sợ trước khi kết hôn. Không phải anh có hứng thú với chủ đề đó chứ? Tôi có cảm nhận sâu sắc mà. Có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Cô có rảnh không vậy? Cô ngồi đi. Tôi muốn quay về bên tòa soạn làm việc. Sao vậy? Tôi nói cô có mấy câu mà đã không muốn làm rồi sao? Không phải. Tôi thấy công việc điều hành trang tạp chí điện tử không hợp với tôi. Tôi học về thiết kế trên giấy. Công việc thiết kế tôi làm quen tay hơn. Cho nên tôi muốn quay về bên đó. Tôi thấy cô còn trẻ như vậy, không nên gò bó trong chuyên ngành. Có ai sinh ra đã biết hết. Giống như cô vẽ tranh vậy, đâu phải sinh ra cô đã biết vẽ. Cô tiêu cực như vậy là không đúng. Tôi muốn cô theo tôi làm mảng phát hành, vì muốn cô học hỏi thêm nhiều điều, tăng thêm kỹ năng, sau này không gian phát triển sẽ rộng hơn. Cô nghĩ xem, giờ cô mới 20 tuổi thôi, làm nhân viên dưới quyền người khác, rồi học thiết kế gì đó. Vậy 5 đến 10 năm nữa, đến khi đó chẳng thể thức đêm, không có ý tưởng mới, còn ai nhờ cô làm nữa chứ? Đừng để đến khi cô chạy lại nói với tôi chỉ biết vẽ thôi, chẳng biết làm gì khác.
Không phải tôi không muốn tiếp xúc với những cái mới, tôi cảm thấy mình không có năng lực. Công việc phát hành thường xuyên giao tiếp với mọi người, tôi cảm thấy mình không làm được. Tôi thật lòng muốn tốt cho cô, sao cô lại nghĩ như vậy? Có ai đã nói gì với cô phải không? Không có. Vậy sao lại nói với tôi những điều đó? Tôi thấy mình thời gian qua không có thành tích gì hết. Bản thân tôi cũng rất sốt ruột. Hay là cô thấy bị tôi lợi dụng? Cho dù tôi có lợi dụng cô thử nghĩ xem. Tôi đâu có để cô thiệt đâu. Tương lai nằm trong lòng bàn tay của mình. Hơn nữa là người phụ nữ, đôi lúc không được mềm lòng đâu. Mời anh. Cảm ơn. Anh là cổ đông mới của tạp chí sao? Xin lỗi, vừa rồi đã thất lễ rồi. Đâu có, không sao đâu. Hồi chiều tôi rảnh rỗi, tôi mới ngồi đọc lại mấy tạp chí của Lạc Ý vừa tháng sau. Xem lại bài của anh viết, tôi thấy bài của anh rất thâm thúy. Nó khiến thắc mắc trước đây của tôi đã được... Có gì anh cứ việc nói đi. Tôi... có phải gì anh sắp kết hôn rồi nên anh có cảm giác lo sợ có đúng không? Tôi... Bạn là bắt buộc phải vui chứ. Hồi lúc nhỏ tôi rất là hay khóc. Ai mà chọc tôi là tôi khóc. Khóc cho đến lúc ba mẹ của người ta mang đồ ăn đến xin lỗi mẹ của tôi thì tôi mới chịu nín. Ồ, thảo nào cô ốm như vậy. Vậy sau này mẹ cô không cần phải nấu cơm nữa. Để cô khóc xong ăn đồ của người ta mang đến là được rồi. Ôi, trời ơi, tôi không có ý như vậy. Bây giờ tôi đang buồn lắm, mặc kệ tôi đi. Cô tưởng tôi không hiểu hả? Tôi biết hết luôn. Cô lo lắng cho Quách Lượng chứ gì? Công ty của chúng tôi hầu hết đều là thanh niên. Đối với máy tính, ai cũng như là thần đồng. Người đối thoại với máy tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng giữa người với người có vấn đề có đúng không? Thực ra bọn trẻ ở công ty tôi rất ngoan. Nhưng về đến nhà, họ lại gặp đủ loại vấn đề. Có nhiều vấn đề khá giống nhau, tôi cũng không giải thích được. Tôi nói như vậy anh hiểu chứ? Tôi hiểu. Nghe họ nói, họ có đặc điểm chung là lo sợ trước khi kết hôn. Tôi vẫn thấy không hiểu. Năm xưa khi tôi lấy vợ, chúng tôi đều rất coi trọng nhau. Hồi đó thì không có nhà, không có xe, nhưng chúng tôi vẫn lấy nhau thôi. Các ông bà ba mẹ bây giờ đều chuẩn bị cho con mình xe cộ, nhà cửa, thậm chí lo cho cả việc làm. Họ còn lo lắng cái gì chứ? Sau khi đọc bài viết của anh, tôi mới hiểu ra. Quá ra họ là thế hệ 8X được nuông chiều. Tôi cũng là thế hệ 8X nè. Anh cũng vậy, nhưng mà ngoại lệ. Chắc tôi là kẻ lập dị rồi. Vậy theo anh, tôi hiểu không đúng sao? Chứng lo sợ tiền hôn nhân. Thông thường là con một trong gia đình,
Từ nhỏ đến lớn, họ là báu vật của gia đình. Đến khi họ kết hôn, họ từ một người trở thành hai, nên cảm thấy có chút áp lực. Tôi thấy trong vấn đề này là do tỷ lệ nam mắc chứng lo sợ nhiều hơn nữ giới. Nam giới chủ yếu lo sợ sau khi kết hôn, không thể gánh vác trách nhiệm và công việc trong gia đình. Họ sẽ thấy mệt mỏi, giữ thái độ nghi ngờ. Sau đó, họ sẽ nghĩ liệu mình có khả năng lo cho gia đình và tương lai của con cái mình không. Tôi thấy anh nói rất có lý, nhưng vấn đề anh nói đều là những vấn đề nhân viên công ty của tôi gặp phải. Tôi nghĩ có thể là do từ nhỏ không được rèn luyện để đối mặt với những khó khăn. Nếu những gì anh nói thực sự xảy ra thì sao? À, là một bác sĩ tâm lý, anh có cách gì cứu vãn được hay không vậy? Có thể hướng dẫn cho họ về mặt tâm lý để họ thay đổi quan niệm. Thực ra tôi định đề cập đến trong bài viết tình yêu chín chắn ở kỳ sau. Yêu thương người khác như yêu chính bản thân mình vậy. Yêu thương người khác như yêu bản thân mình. Tôi thấy anh nói rất có lý. À, hay là tôi sắp xếp mời anh đến công ty nói chuyện một buổi nha. Vậy hãy để họ đi mua tạp chí kỳ sau đi. Tôi nghĩ là nên quay video lại về buổi nói chuyện của anh, sau đó đưa lên mạng thì hơn. Đừng. Tôi sợ nổi tiếng lắm. Không được sao? Đó là con mua cho mẹ mà. Mẹ xem thử lại đi. Động tác thì chậm chạp, cứ như là quay phim chậm vậy đó. Mẹ tưởng mẹ có thể thoát khỏi mắt con hay sao? Làm gián điệp kiểu đó, con nghĩ mẹ sẽ bị tóm ngay lập tức á. Cái gì? Là cô thật sao? Là cô đây. Đúng là cô thật rồi. Cô à, cháu không nhận đâu cô. Đúng là ngại thật. Mẹ, mẹ làm như vậy người khác thấy là sợ chết luôn. Cô à, vào trong ngồi đi cô. Cháu còn có việc phải làm nữa. Được. Cô ngồi chơi đi. Cháu dạ. Làm việc đi ha. Cháu xin phép. Cô không sao đâu. Sao đây, mẹ đại giá quang lâm, có chuyện gì hả? Có việc mẹ mới tới được sao? Ha, giữa trưa như vậy mẹ không chịu khó nghỉ ngơi mà chạy đến chỗ của con làm gì? Hơn nữa con có làm sao đâu. Mẹ làm ơn đừng lo lắng cho con nữa mà. Nói con biết đây, dạo này mẹ bị thiên đầu thống, đêm mất không ngủ được, ban ngày cũng không ngon giấc. Vậy có nghiêm trọng hay không? Để con kêu nhân viên massage đến làm cho mẹ. Đợi chút. Khoan đã. Con không sao thì mẹ không bệnh tật gì cả. Dạo này hai đứa sao rồi? Vẫn như vậy thôi. Con vẫn giận hả? Giận cái gì chứ? Anh chàng quách gì đó.
Trời ơi, không có đâu. Mẹ đừng có suy đoán lung tung có được không? À, con biết rồi. Hèn gì mẹ trang bị như vậy. Đúng là mẹ định đến chỗ con làm gián điệp thật rồi. Mẹ làm gián điệp á, chỉ tin tức tình báo của hai đứa thôi. Trời ơi, mẹ à, con phục mẹ thiệt rồi đó. Mẹ coi con là trẻ con hay sao? Chuyện của con thì con biết, con sẽ tự mình giải quyết mà. Mẹ hãy chăm sóc cho mình thật là tốt, đừng gây thêm rắc rối gì cho con nữa. Chính là sự ủng hộ động viên lớn nhất đối với con rồi. Hả? Đó. Mẹ gây rắc rối cho con đó hả? Lạc Lạc, con nói câu này mà không thấy ngượng hay sao? Mẹ hả? Để tôi gọi cô là mẹ ha. Trời ơi, giá như lúc này có thằng cháu ngoại hoặc con bé cháu ngoại ở bên cạnh, có phải vui hay không chứ? Bà lúc nào cũng vậy, còn cháu trai cháu gái nữa. Bà cứ mong cho con gái yêu của bà về đi rồi tính. Nghĩ xa xôi quá. Sao con bé này vẫn chưa về vậy? Tôi buồn ngủ quá. Buồn ngủ thì bà đi ngủ sớm đi. Ôi, tôi đã nói hôm nay sẽ nói chuyện với nó rồi mà. Ngày mai nói cũng được mà. Lúc nào ông cũng ngày mai. Có thôi cái từ đó hay không vậy? Con gái sắp cả đời không lấy chồng được đâu kìa. Ê, bà nói tôi ăn nói không may mắn, bà nói thì dễ nghe sao?上你的肩。